Mirinda ngon sắn lưỡi. Thật ra lúc nãy chơi trò kéo co thì em đã có quyết định của em rồi. Bình thường là em sẽ hay lắng nghe con tim của mình. Ngày hôm nay em quyết định lắng nghe lý trí của mình. Em sẽ loại người là gu của em. Ủa? Tại sao lại là loại người là gu của mình? Không, ngày hôm nay em không rung động với cái gu của em trước đây. À, có nghĩa là bạn không rung động với cái điều mà nếu mà trước đây mình sẽ thích. Bây giờ đến phiên em gái, mời em đứng dậy. Em cho tôi biết, đến giờ phút này, chàng trai nào đang không phù hợp với em nhất? Thật ra lúc nãy chơi trò kéo co thì em đã có quyết định của em rồi. Bình thường là em sẽ hay lắng nghe con tim của mình. Ngày hôm nay em quyết định lắng nghe lý trí của mình. Em sẽ loại người là gu của em. Ủa? Tại sao lại là loại người là gu của mình? Không, ngày hôm nay em không rung động với cái gu của em trước đây. À, có nghĩa là bạn không rung động với cái điều mà nếu mà trước đây mình sẽ thích. Và đó là số... Và đó là số 4. Wow. Dạ, yeah, các bạn hãy vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện ạ. Chúng tôi sẽ gặp lại sau. Người ấy là ai? Vậy thì anh nghĩ anh ta màu gì? Gentleman thì chắc anh đã có chủ á. Vậy còn 4 người còn lại. Và xin mời bạn. Cái khờ trên xe lướt nhanh lách lên qua giọng người vẫn đang ghi chặt tay cả lon bánh gấp phanh nơi đèn đường đêm tay chưa còn bao giây đèn xanh và em nói